đã yên. Đây chính là sao việc đó tí gì chứ. Cái này nó ngồi quá. Thì mình vay ấp đây. Đơ chứ. Thì cái tánh thế này. Đơ chứ nó đi. Đây là một cái mát của bạn. Tự tỏ dây như thờ đánh tích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.